Dương Mịch bị Hứa Khải hôn không thở nổi, xong lại bị ăn tát khó hiểu. Mới đây, đoàn làm phim Định Luật Tình Yêu 80/20 vừa chính thức tung trailer với khán giả sau thời gian dài chờ đợi. Đây cũng là màn hợp tác lần đầu tiên của cặp đôi Dương Mịch Hứa Khải. Bộ phim lần này được kỳ vọng sẽ là một trong những siêu phẩm của mùa hè năm nay dành tặng cho các mọt phim Hoa ngữ. Đặc biệt, trong đoạn clip giới thiệu của Định Luật Tình Yêu 80/20 tràn ngập những phân cảnh ngọt ngào, xen kẽ sự lãng mạn của cặp đôi dành cho nhau. Mặc dù phía nhà gái hơn nhà trai đến 9 tuổi, nhưng cặp đôi vẫn thể hiện sự ngọt ngào rất ăn ý và không khiến người xem thất vọng. Không phải cảnh dừng chiếu, nhưng đôi tình nhân khiến người xem phải bỏng mắt với cảnh hôn không ngừng nghỉ. Hôn từ trên kệ bếp lăn lê đến sofa vẫn còn hôn đắm đuối. Định Luật 80/20 của tình yêu được nhiều người đánh giá là rất ổn về phần sắc khi sở hữu hai ngôi sao có visual tuyệt mỹ là Dương Mịch và Hứa Khải. Tuy nhiên, vẫn chưa nói được điều gì khi phim được làm theo mô típ cũ, thậm chí còn được nhận xét là lỗi thời nên gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả còn lên tiếng cho rằng Dương Mịch một lần nữa chọn không đúng vai, vì kiểu vai như vậy cô đã thể hiện trước đó trong dự án Người Đàm Phán nhưng cũng không mấy thành công. Định Luật Tình Yêu 80/20 xoay quanh nữ luật sư độc thân Tần Thi, Dương Mịch đóng, một lòng theo đuổi sự nghiệp, bị cha mẹ ép hôn kịch liệt. Công ty luật sư danh tiếng Thành Dư Tuệ công khai tuyển chọn luật sư gia đình yêu cầu đã kết hôn. Anh hai của Tần Thi là Tần Văn Vũ là một gã không não, chưa được sự cho phép của Tần Thi, đã thay đổi trạng thái hôn nhân của Tần Thi thành đã kết hôn, rồi thêm cho người chồng chẳng hề tồn tại. Tần Thi không biết rõ chuyện gì và cứ nhậm chức. Tần Thi biểu hiện một cách xuất sắc được nhà sáng lập công ty là Lão Kim đặc biệt tuyên dương. Trong một cuộc họp thương hội, Lão Kim đề cử Tần Thi trở thành cố vấn pháp luật của hội nữ doanh nhân. Tần Thi mới biết mình đã kết hôn. Cô quyết định nói rõ sự thật với Lão Kim. Lúc này, ông chồng Dương Hoa tự nhiên đâu chui ra. Hắn đến gặp Tần Thi theo mệnh lệnh của mẹ, rồi tiếp cận đối thủ của mình. Dương Hoa cũng tức tím người vì bị ép cưới, nhưng mà mẹ chửi quá cũng phải đi gặp. Hai người cùng nhau diễn vở kịch đến cục dân chính làm giấy kết hôn và thành vợ chồng hợp pháp. Biến cố xảy ra, ba mẹ cả hai cảm thấy hối hận vì quyết định này. Lúc này, bạn trai cũ của Tần Thi cũng gia nhập vào công ty luật. Trải qua nhiều khó khăn, Tần Thi và Dương Hoa bộc phát tình cảm. Ai cũng không ngờ mình đã có được tình yêu đích thực và cùng nhau hướng đến cuộc sống hạnh phúc và tươi đẹp. Cư dân mạng vô cùng bất ngờ trước màn phát cậu lương của Dương Mịch và Hứa Khải. Tưởng không ổn mà ổn không tưởng. Tính ra Hứa Khải và Dương Mịch lại có phản ứng hóa học tốt, ngọt ngào ghê. Thấy ổn mà ta, giọng Dương Mịch cũng hay. Sao nhiều người mong phim flop thế? Mình lại thấy đây là một bộ phim sẽ hot đó. Tuy mô típ có cũ, nhưng nó lại là cái lạ nhất trong những dự án gần đây. Hai diễn viên đều đẹp, cảnh hôn ngọt liệm tim, nhưng mặt Hứa Khải hình như hơi thiếu cảm xúc nhỉ. Nhìn có vẻ là thể loại nam trẻ trâu, còn nữ thì trưởng thành, gu của tôi rồi. Trước đó, cư dân mạng còn vô tình bắt gặp khoảnh khắc ngọt liệm tim của Dương Mịch và Hứa Khải khi quay phim Định Luật Tình Yêu 80/20. Dù lớn hơn Hứa Khải tận 8 tuổi, nhưng chemistry của Dương Mịch với đàn em vẫn không thua kém bất cứ diễn viên nào.